Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư Đăng, Ly, -9145. Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 -880 của chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV à, thưa quý vị như Ngọc Lan vừa nói trước phần quảng cáo đó là cái chi phí lái xe ở tiểu bang California thật ra nó không quá đắt như là người ta tưởng nó đắt ở đây tức là đứng đứng hạng nhất hạng nhì hạng ba này nó may mắn nó đứng hạng năm <laughs> người ta tính uh, rất là nhiều những cái yếu tố để chi phối cho cái việc là mình phải tiêu tốn tiền cho chuyện lái xe một năm như thế nào thì bên cái cái tổ chức gọi là MoneyKey họ đã làm một cái thống kê để cho thấy, ok California không phải là đứng đầu mà đầu tiên hết á phải là Maryland họ cho một cái bảng xếp hạng tức là từ không điểm cho đến 100 điểm không điểm tức là không có cái nào được được xem là ưu tiên hết dĩ nhiên cái tiểu bang nào mà xếp không là tiểu bang đó coi như là chi phí đắt nhất còn có tiểu bang thì được cả 100 điểm luôn có nghĩa là cái gì người ta cũng cảm thấy người ta hài lòng hết thì Maryland là đứng đầu à, với cái bảo hiểm á, gần 1.200 cho một năm tính trung bình. Trong khi đó, tiểu bang California, cái bảo hiểm họ tính trung bình ra của năm 2024 chỉ có 427 đô la thôi. Cái này thì bảo hiểm này không biết là cái hiện nay á, ngay thời điểm này mà người nào mua được cái bảo hiểm 427 đô la cho một năm thì cảm thấy rất là may mắn. À, chứ trung bình như Ngọc Lan là cũng dưới 1.000, dưới 1.000 cũng phải 7, 8, 900 á. Rồi, Xăng um, ở tiểu bang này thì lên tới 5 đô la Cho một ga lồng là cao nhất hết Trên toàn quốc Ở Trong khi đó Maryland là hơn 4 đồng Rồi uh, những cái tiểu bang Mà hơn đứng ở từ hạng nhất Cho đến hạng tư trước California là ai? Là Oregon New York, Florida Florida cũng là một cái tiểu bang Mà cái tiền bảo hiểm á, lên đến gần 1 tư Cho một người một năm Thì cái bảo hiểm này quá là mắc um, Tưởng tượng là là trong khi xăng thì nó rẻ hơn kali nhưng mà tiền bảo hiểm mà quý vị tính ra một người lái xe bao nhiêu năm rồi mà vẫn phải trả hơn 100 đô la một tháng thì nó mới ra được là 1 ngàn, gần 1 ngàn tư cho một năm thì cao quá, quá là cao luôn. À Delaware, tiểu bang của tổng thống hiện tại đó là cũng chi phí cũng rất là cao. À, bảo hiểm thì là khoảng 800 hơn đến 800 đến 900 nhưng mà những cái chi phí ví dụ như trả cho cái tiền tiền đường á đi đường á thì lại gần hơn 1.000 đô la thì cái chi phí này nhiều quá ở Cali á thì cái chi phí này trả là cũng ngót nghét 500 đô la nhưng mà mình may mắn là ở cái khu vực này mình không phải trả tiền cho cái 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 trả cái tiền đường đó mình không phải trả nhiều người người ta phải trả cái tiền này đặc biệt nhưng mà có lựa chọn tức là nếu như người nào muốn không có rơi vào cái tình trạng kẹt xe thì quý vị đi trên freeway quý vị sẽ thấy có những cái làn đường dành riêng cho cái này nhưng nhiều tiểu bang khác không có lựa chọn nào khác hết đó đi qua là trả tiền. Chỉ có như vậy thôi. Rồi dĩ nhiên có những tiểu bang mà sẽ rất là rẻ thì tiểu bang nào được xếp đầu tiên trong cái việc là chi phí rẻ nhất để lái xe đó là South Dakota. Ở đây cái tiền bảo hiểm bình quân mỗi một năm á, là 614. này là thì tính ra là mắc hơn Cali đúng không? Nãy Cali tính ra có mấy, 400 mấy không biết mấy. ở đâu tìm ra được cái cái số đó. Nhưng mà những cái chi phí, ví dụ như trả cho cái tiền đường xá hay là chi phí trả cho cái chuyện mà sửa xe đó, nó lại ít hơn. À, đây là những cái tiểu bang ở cái khu vực miền Đông không à? à. South Dakota, Nebraska, Wisconsin, New Hampshire, vân vân Rồi Ohio cũng nằm ở trong này. cái à, Với cái tiền bảo hiểm cũng dưới 500 đô la trung bình cho một năm. À, cao nhất trong số này là Kansas, thì tiền bảo hiểm cũng là 888 đồng thì đây là những cái nơi mà tiền lương tối thiểu ở những tiểu bang này đều không cao nha đều không cao rất là thấp mà có lần đã Ngọc Lan đã nói đến thời điểm này trong khi tiểu bang California lương tối thiểu 15 đô la, 16 đô la và đối với những nhân viên làm ngành fast food là 20 đô la từ tháng 4 thì cái lương minimum trên toàn quốc á chưa đến 8 đô la bởi vậy thì nói rằng là khi mà chúng ta ở california thì bớt bớt lại bớt bớt cái gì bớt, bớt ca cảm. tháng bớt ta tháng bớt cảm tháng lại về những cái gì đã đang đắt đỏ ở california à, nói đúng ra thì nếu như mà quý vị uh, nào đã move qua tiểu bang khác khi mà chúng ta làm một cái bài tính toán về cái vấn đề chi tiêu kinh phí tất cả mọi cái mục ở trong của cuộc sống của chúng ta đó cộng đi chi qua sớt lại đi thì nó cũng đâu vào đó thôi nó được cái này nó mất cái kia ở california cũng vậy thành ra uh, một số người người ta cứ nghĩ rằng ở california nhà cửa đắt đỏ phải mua qua những tiểu bang khác nhưng mà đó tùy lựa chọn của mỗi người thôi nhưng mà theo lê thái nghĩ là em em vẫn hay đặt mục tiêu và mọi người người ta một số người vẫn hay đặt mục tiêu có nghĩa là người ta ở được california và mua nhà được ở california thì chúng ta cũng sẽ làm được nhiều điều đó thành ra là uh, cứ đặt cái mục tiêu lên hàng đầu thì mình sẽ làm được nhiều điều thưa quý vị um, ngày hôm 30 tháng 7 vừa qua có nghĩa là hai ngày trước có một cái vụ thưa quý vị một cái người đàn ông ở tiểu bang Oklahoma cái người đàn ông này đã bị nhà chức trách bắt bởi vì ông ta uh, bị người dân ở chung quanh đó báo cáo về một cái vụ việc là ông lạm dụng trẻ em đối với một cái bé gái 15 tuổi tại cái nơi cư trú của mình ở quận Vera uh, Washington Uh, nhà chức trách người ta cho biết rằng người ta tìm thấy cái cô bé 15 tuổi này á, bị trói vào trong một cái cây ở trong sân trong cái căn nhà đó uh, với một cái tấm thảm á, là người đàn ông này trải ở dưới để cho cô ngồi đó thôi tất cả mọi cái vấn đề mà hoạt động sinh hoạt ngủ nghỉ là cô bé này phải ở ngoài sân ngay cái gốc cây đó và bị trói vào trong cái gốc cây mà cái cô bé này là một cô bé bình thường không hề bị tự kỷ không hề bị bệnh gì cả và cái người cha này là năm nay 40 tuổi rồi thưa quý vị. Ở trong cái cái uh, thông tin đó thì cảnh sát với lại nhà chức trách người ta vẫn chưa tiết lộ cái danh tính của người đàn ông này. Uh, cái người đàn ông này trong quá khứ cũng đã bị cảnh sát điều tra ở Texas nghi ngờ về một số số hành vi đáng ngờ trong quá khứ bởi vì ông này á uh, đã trói con gái của mình khi mà người đàn ông này cùng với những đứa con của mình ở tiểu bang Texas và Mua Oklahoma. Thì cái cô bé bị trói trong cây hơn 24 giờ đồng hồ liên tục và các thành viên trong gia đình đó là những thành viên khác ở trong gia đình người ta biết cái người đàn ông này người ta mới báo cho cảnh sát người ta nói rằng đó, là biết cái chuyện này nó xảy ra rất là nhiều lần nhưng mà người ta không có dám báo cho cái lực lượng thực thi pháp luật ở nơi đây bởi vì người ta sợ cái người đàn ông này chắc là bởi vì cái tính tình của cũng hung dữ hay là cũng đe dọa gì đó thành ra người ta cũng sợ người ta không dám báo à, chính quyền người ta cũng cho biết rằng là cái bé gái này giờ đã được đưa đến một cái bệnh viện địa phương để mà chữa trị những cái vết thương những cái vết trầy xước khi mà bị, bị cột bị trói bằng một cái dây đa rất là mạnh ở ngoài sân như vậy cùng với là những cái vết đốt của những con con mũi cắn cũng như là kiến cắn rồi em đang được, được điều trị vết thương à, riêng à, sở dịch vụ nhân sinh cũng đã đưa bé gái này cùng với lại một vài bé nữa ở trong ngôi nhà của người đàn ông này dưới à, sự mà giám hộ của tiểu bang và hiện nay người ta bắt không phải là chỉ một người đàn ông này mà luôn cả cái bạn gái của người đàn ông này cái người bạn gái của người đàn ông này năm nay cũng là 39 tuổi thưa quý vị hồ sơ cho thấy rằng là người này là bị buộc tội lần ngược đãi trẻ em và đang bị giam giữ với số tiền à, bảo lãnh tài ngoại là hơn 500.000 ngàn mỹ kim bạn gái mà cùng ông ta nó cũng chưa được tiết lộ danh tính nhưng mà người ta cũng chưa cho biết là cái số tiền bảo lãnh tài ngoại của người phụ nữ này là số tiền bao nhiêu hiện nay thì cái danh tính của cái bé gái vẫn chưa được tiết lộ luôn và hai và cái cặp vợ chồng này cái cặp mà các ông này với cái cái người bạn gái đó cũng chưa được tiết lộ và nhiều người người ta đã cũng đưa ra cái đường dây nóng ở dưới cái bài báo người ta đưa ra cái đường một cái số điện thoại của đường dây nóng nếu như mà quý vị thấy mà cái tình trạng nằm mà ngược đại trẻ em ở chung quanh cái khu vực mà chúng ta sống thì lập tức chúng ta phải gọi liền cho sở nhân sinh và xã hội bảo vệ trẻ em của Hoa Kỳ để mà người ta can thiệp kịp thời để mà tránh những cái trường hợp mà đau thương nó sẽ xảy ra đối với những người mà có hành vi bạo ngược bạo hành trẻ em như thế này. Um, thưa quý vị, hồi nãy đang nói đến cái chuyện mà uh, lái xe ở tiểu bang California rồi mình nhắc đến cái chuyện mà lương bổng đó. Rồi tiểu bang California cái lương hiện bây giờ là 16 đô la một giờ cho cái lương tối thiểu. Nhưng mà uh, coi lại cái phần mà trên toàn quốc á, cái lương minimum wage vẫn là 7.25 nha. Và rất là nhiều tiểu bang vẫn đang áp dụng cái mức lương này thì để mới thấy được rằng là một cái trên lệch là đã làm sao ví dụ như ở Alabama nè cái lương minimum wage vẫn đang áp dụng đó là 7 đồng 25 sen còn đối với những người làm lương mà có nhận tiền tip á ví dụ như những người làm bồi bàn nhân viên phục vụ nhà hàng đó là là lương của họ chỉ là 2 đồng chấm 13 thôi rồi xong rồi dĩ nhiên cộng tiền tip vô làm sao để được cái minimum là 7 chấm 25 rồi Alaska vẫn là đến đầu tháng giêng của năm 2024 vừa rồi đó mới lên là là 11 đồng 73 nhưng mà nhiều tiểu bang vẫn đang áp dụng cái này ví dụ như là uh, Arkansas vẫn là 7 đồng 25 đối với những nơi có 4 nhân viên trở xuống còn 4 nhân viên trở lên đó thì lại là đến 11 đồng uh, 11 đô la cho một giờ đó nhiều tiểu bang vẫn đang áp dụng cái này thì uh, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại